Đây cũng là một trong những cái khách sạn tốt ở trong cái thành phố này rồi đó mọi người. Ngôi nhà cổng kính cao tường. Xin nghe. Đây ngồi ở trong nhà tự mở cửa. Đây là cái nhà, Kim tưởng là cái nhà màu đỏ đó, ai về là tôi đi nói là đó cái nhà xe nha cô chú anh chị. Đây có cái nhà gì nè. Cái nhà giống như có cái lò sưởi á. Có cái xích đu ở đây nữa nè, chị thích không? Oh my god, đây có được apple ra. Hello chị. Xin chào con bạn con chú con gì hồi này. Con cà lâm rồi. Hello cô chú anh chị ơi, đây một chiếc xe, đây có đem mền theo cho anh chi đó. Gói của anh chi, bạn của chi nè, thích đi bè bằng gấu bông. Áo khoác của Kim mang ở đây ha, áo khoác này của mẹ Kim cho đó. Đây ở trên xe Kim để cái ghế này được Kim gác chân nè mọi người cho đỡ mỏi. Trong đây có đồ ăn nhiều lắm, một chút nó sẽ ăn dặm mọi người. Tony đang nhờ bác hàng xóm ở nhà đến ngày thứ sáu đem thùng rác ra giùm hả cô chú anh chị, tại vì một tháng người ta đổ rác có 2 lần thôi, nhờ bác đến để cái thùng rác ra trước cửa giùm. Xin chào con bà con chú. Bây giờ là 3 giờ chiều hả cô chú anh chị, buổi sáng là Tony làm việc đó, 3 giờ chiều đi đến đó how many hours honey? At least 5. Ít nhất là 5 tiếng lái xe cô chú anh chị. Từ Liverpool mà đi Scotland hả mọi người. Ít nhất là 5 tiếng lái xe. Lauren, don't kick the chair, please. Hy vọng là không có bị kẹt xe ha. Bây giờ là đúng 3 giờ chiều luôn đó. Để Kim xem đi đến đó là mấy giờ. Bây giờ là trời mưa bay bay nè. Giống như là hơi có sương mù nữa. Mà hôm nay, mấy hôm nay 4 giờ mấy 5 giờ là trời lặn tối thui rồi cô chú anh chị. Ở đây là cao nguyên phía nam của nước Anh đấy cô chú anh chị, toàn là đồng bằng nè mọi người, đồng ruộng, cừu ngựa. Đây em Chi lên xe nói chuyện mấy câu xong ngủ, tới bây giờ ngủ hơn 1 tiếng rồi, có cái gói nằm im ngủ ngon luôn. Nhiều ok. Đồ ăn có đủ mọi người thôi. Yeah, look. 1036 feet. Ở đây là cái mức đường cao tốc cao nhất ở Anh. How many? 1036 feet. 1000. 1036 feet là bao nhiêu mét không biết nữa. Meter. I don't know fit. Ở dưới kia hồi nãy hơi âm u tối tăm, bây giờ lên đây hơi sáng rồi nè. Như đi lên cao là nó sáng hơn đó cô chú anh chị. It's brighter up here. It was dark down there before. Lên đây sáng trưng luôn rồi, ở dưới kia nãy đen thui tối thui à. Cao nguyên phía nam rất là rộng lớn cô chú anh chị, cao nguyên phía nam của nước Anh. Địa phận của Scotland này nè bà cô chú ơi, chị thấy được border chưa? Đúng. Nó cái bảng bự đó đó. 5 giờ đúng rồi cô chú anh chị, 5 giờ đúng là vừa đến địa phận của Scotland luôn. Em Chi ở trường học, em Chi đã học ở UK là có England, Scotland, Wales với lại Ireland là em Chi đã học những cái đó rồi đó. Là em Chi hôm nay là nói em Chi là đi Scotland, là em Chi nói là ở England với Scotland là có the border, là có ranh giới giữa hai cái khu vực khác nhau đó, hai cái nước khác nhau đó. Đây em Chi mới vừa dậy luôn. Hello Chi. Chi ngủ 1 tiếng mấy đồng hồ ha bà cô chú. 5:30 rồi hả cô chú anh chị. Đến trạm dừng chân mọi người, đến đây sẽ đi vệ sinh nè, rồi mua cái gì chăm chi ăn.
Làm nhảy nhảy là lọc 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 trời. Rồi, đi nè con, xong rồi nè. Hamburger ha, cô chú anh chị kêu ăn hamburger thịt gà. Đây nè. Ba chi đây. Em chị có Happy Meal. Chị ăn chưa? Ngon không? Đến nơi rồi hả cô chú anh chị, là cái khách sạn là ở gần ở đây luôn nè. Mà hồi nãy giờ ngay chỗ này cái đường người ta làm, đang làm đường á, làm đường buổi đêm luôn. Rào cái đường này không có biết được đi nè. Chạy hai vòng này nè cô chú anh chị. Bây giờ là 8 giờ đúng đó mọi người. Là lái xe đúng 5 tiếng luôn rồi đó. Đây nè cô chú anh chị. Chạy vòng vòng nãy giờ 10 phút nè. Chạy vòng vòng cuối cùng quay về ngay cái ngã ba, tại vì ngay cái ngã đó là ta cấm đường vô, phải chạy vòng 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 vô cái đường hẻm nhỏ nhỏ ở trong. Khách sạn đây nè mọi người. Giống tòa lâu đài chưa? Giờ tối rồi không có thấy rõ, ngày mai Kim sẽ quay nữa ha. Trời ơi, cái tòa lâu đài kìa chi. Khách sạn gọi là The Landmark. Nguyên một vòng qua bên đây luôn ha. Đã check in phòng khách sạn này nè cô chú anh chị. Cái phòng đi vô là có toilet đây nè mọi người. Toilet, bồn tắm ha. Bồn tắm, bồn rửa tay. Ở phía bên đây là có những cái tủ đựng đồ nè. Tủ đựng đồ, có cái két sắt mini dưới kia, có bằng ủi nữa. Bằng ủi với cây ủi đồ nè. Bên đây là gì? Bên đây cũng là những cái học tủ. Đây là có một cái quầy pha trà cà phê nè. Ở Anh á, thường những cái khách sạn ở Anh như thế này là không có tủ lạnh mọi người. Đây có chỗ để đồ. Cái gương. Đây. Cái gương soi. Cái bàn và cái tivi, tivi cũng tương đối chứ không lớn ha. Cái giường đo rất là lớn nè. Cái giường mini nhỏ cho em chi nè cô chú anh chị. Đâu chị lại chị nằm lên giường thử coi. Ờ cái giường này vừa cho em chi luôn. Im quá hả chị hả? Đây có cái bàn mini nhỏ xíu đây nữa. Nói chung là cái phòng này cũng nhỏ chứ không có cũng cũng không có không phải là lớn nhưng mà cái giường này rất là lớn nè. Đây cũng là một trong những cái khách sạn tốt ở trong cái thành phố này rồi đó mọi người. Đừng có nhảy ba la con đó. Đừng có la rùm người ta ngủ phòng kế bên đó. Ba chi đi lấy đồ rồi Kim nói Kim đi lấy đồ phụ mà ảnh không cho, để anh đi một mình ha. 8:40 check in xong, xách đồ vô luôn rồi mọi người ơi. Bây giờ sẽ đi xuống ba, xuống ngoài ba. Uống một ly. Uống cái gì ha. Ở trong này có hơn 100 phòng, 100 mấy chục phòng khách sạn thôi. Lauren, this way baby. Đây là quầy bar của khách sạn thôi chú anh chị. Nhà hàng ở bên đó đó mọi người. Đây có lò sưởi. Nhưng mà cái lò sưởi này là sưởi điện. Chị đang ở đâu? Chị đang ở đâu? Chị ở đâu? Ở Scotland. Ở khu vực Scotland. Các thị Chị có hot chocolate hả cô chú anh chị? Nóng cho con nhằn.
nóng lắm á. Kim có một ly rosé. Rosé giống như cũng là một loại rượu hả mọi người. Tony có bia. Chào buổi sáng ông bà cô chú ơi. Sáng nay đi ăn sáng đây ha mọi người. Bữa nay sẽ gặp bạn của Tony. Tony có hai người bạn ở đây. Hôm nay sẽ gặp một người. Và ngày mai sẽ gặp một người bạn khác nữa ha. Chị nhớ đường đi luôn hay vậy ta? Đi đường nào? Ôi hồ bơi đó. Left. Đây là chị nè. Lauren, where are you going? There's the pool, aren't you? Yeah. Hồ bơi ở đây nè. Look. See? It's just small. Yeah. Đây là reception. Ăn sáng ở bên đây. Chỗ này tối qua uống đây nè. Thơm mùi cà phê quá. Đây yên tĩnh ghê á. Sáng nó im liền. Đây mát mẻ. Em ngồi đây. Rồi, không muốn thêm đi. Mẹ làm cà phê. Cà phê, nãy chị cầm em này của chị đi. Bảo cái thân em đi xử bìa. Rồi, đi qua, xích qua. Lì như này không có lấy ra được, kéo lì ra. Cappuccino cái máy cà phê này nó văng sữa, nó bị dơ. Đây là bữa sáng truyền thống của người Anh này, của chú anh chị. Bữa sáng truyền thống là lúc nào cũng có thịt xông khói ha, xúc xích và trứng. Cái là hash brown là làm từ bánh khoai tây á, đậu ha, nấm nè. Cái này gọi là black pudding. Black pudding này Kim không biết người ta làm bằng cái gì nữa. Cái này là haricot. Để Kim ăn thử coi trong đây là gì. Giống như làm từ gan á. Gan với một cái loại đậu gì đó. Còn black pudding này nhìn giống như mấy cái loại dồi của Việt Nam á. Kim không biết luôn. Mà ăn nó rất là lạc rồi đó, béo béo. Còn em Chi nè. Em Chi lúc nào cũng là xúc xích, thịt xông khói, trứng, một ly sữa. Và có một cái chén kia nữa. Cereal. Ngồi gần bên cửa sổ, cái này đây là khu vườn thấy không chú anh chị? Buổi chiều chiều á, mình trời nắng đi ra ngoài đó. Đi dạo khu vườn. Cái gì đâu nào? Này cái nhà cái tòa nhà bên đó đó, đây là mình đang ngồi với cái tòa nhà này. Phía ngoài đây cái view ngoài cửa sổ nè ha cô chú anh chị. Và đây là có một cái cây hạt dẻ rất là to luôn. Kim thấy có mấy người ta đang nhặt hạt dẻ nè, ông cụ với bà cụ. Mấy người này chắc cũng đang ở trong khách sạn rồi luôn nè. Đây là ngoài sân vườn nữa cô chú anh chị. Ngoài vườn của khách sạn. Đây là chỗ ngồi ăn sáng đó mọi người. Ăn sáng với nhà hàng buổi tối đó. Chi, đây là mấy sao chi? Đây là mấy xinh đa. Người ta làm cái này giống như là cái gì ta? The maze.
là cái gì, gọi là gì quên rồi ta. Đi qua bên đây nè chị, đây có đường đi bộ nè mọi người. Sáng lên trời mưa, mưa xong rồi cái không khí á nó lạnh lạnh cô chú anh chị, không khí giống như là có nước vậy đó, nó lạnh. Đi qua đây chị. Got a lot of tree out here, vậy nè. Cái cây này nó lớn ghê luôn á. Đây nè, lá rụng hết trơn rồi. Đây lúc rồi, đi ra đây. Đi ra đây. Ở đây xem có gì ngoài đây. Nay có một cái đài nước nhưng mà bây giờ là nghỉ phun, cái đài nước cũng cũ quá chừng rồi kia. The fountain. Fountain very old. Có water bây giờ cũ. Giờ chắc chuẩn bị cho mùa đông rồi, người ta không có ấy nữa, ta cho nó ngưng luôn rồi. Mùa hè chắc có thể là nó sẽ phun. Nói chị ha. Ngoài kia cái đường có cây cầu rồi đó kìa. Cái khu vườn này có vậy thôi đó. Hết rồi chị à. Chị lạnh hả? Thôi đi vô. Đi vô mà cô chú ơi, chị lạnh rồi. Khách sạn vào buổi sáng nữa hả cô chú anh chị. Đây là những cái dãy phòng nè, những cái phòng khách sạn ở đây. Dài ra phía sau thêm có mấy dãy phía sau đằng đây nữa. Có tới 100 mấy chục phòng lận mà mọi người. Còn trong cái tòa nhà chính đó là nhà hàng, quán bar với lại văn phòng gì trong đó đó ha. Đây là phía ngoài của cái phòng kim nè. Có cây hạt dẻ nè cô chú anh chị thấy không? Dẻ rất là bự luôn. Hôm qua Kim thấy cái bác kia lụm hạt dẻ ở đây, để Kim lại xem có hạt dẻ không nha. Ôi rụng nhiều lắm. Mà không biết là có hạt không. Đó nè mọi người. Mà cái hạt lép ha. Hạt lép nhỏ xíu à. Ít có cái là hạt to lắm. Để Kim coi trong này coi. Có một trái nè. Đây nè. Mình nhặt hạt dẻ là ở bên trong. Mình đạp ra. Nhỏ xíu hả mọi người. Đây. Đây nè. Đây, đây. Hạt lép không à cô chú anh chị ơi. Ghim thử trong đây nè. Đây cũng có một cái hạt to nè. Mà không phải một to lắm. Xong vậy mọi người. Giờ đang chuẩn bị, bây giờ đang trên đường đi vô nhà bạn của Tony ha cô chú anh chị. Chuẩn bị tới rồi mọi người, 2 phút nữa là tới thôi. Bạn ơi, ảnh sống ở đâu, ở trên cái đồi ở trên đó đó. Up there honey. No, not all the way up there, up here. You'll see just a few minutes away. Rồi, sắp tới rồi mọi người. Ở trên đây không có nhiều nhà ha. Not a lot of houses in here honey. Pardon? Not a lot of houses in here. No. Very secluded. Yeah. Mà sống ở trong đây yên tĩnh hả cô chú anh chị. Ở trong đây cũng không có xa thành phố cho mấy. Thành phố lúc nãy chạy ngang là cũng gần ở đây hả. Chừng 10-15 phút lái xe thôi. Nhưng mà sống ở trong đây yên tĩnh, thích. Không khí trong lành. Sống ở trong những cái vùng xa xa thành phố như vậy nè, là nhà mình sẽ rộng, có nhiều đất ha. Sân vườn lớn, trồng rau, trồng hoa gì thích hơn. Somewhere close to here, I think it's around this corner and then to the right. I can't remember now. Oh no, I think it's down there. Ten run. Upcoming event. No, it's not. No, it's not down there. No, no, it's not. When the last time you're here? Oh, long time ago, mate. Make sure there's nothing coming. I think it's around this corner to the right. Oh, I think it's up there. That's house. Nó có vài ngôi nhà. Đây. I think it's up here. Up here. It's up here to the right. Đây.
Ở trên đó có mấy căn nhà cô chú anh chị. Just here in this gap, I think. Private road. Just inside here, I think it is. Inside here? Inside here, yeah. Ngôi nhà cổng kính cao tường. Pretty sure it is. Yeah, it's in here. Alright. Sure it is. Nhà xa thành phố mà cổng kính cao tường. Bây giờ này là nhà giàu đó mọi người. Who's that? Is it him? We'll hang up and we'll phone and open them, okay? Alright, cheers mate. Đây gọi ở trong nhà tự mở cửa. Cái nhà màu đỏ, honey the red house. No, that's just a garage. That's the garage. That's the garage. Oh my god, nhà của anh này có camera ngoài cổng, từ ngoài cổng quá trời luôn. Đây là cái nhà, Kim tưởng nó cái nhà màu đỏ đó, ai về là tôi đi nói là đó cái nhà xe nha cô chú anh chị. Chưa tới cái nhà chính nha. Is it? Paul's got a Range Rover, look. Cái nhà chính đây. Rồi cái nhà, nhìn cái nhà cổ thích thiệt á, nhà đá. Xe đây. I mean, that's Paul's garden, look. Nguyên cái chỗ này là sân vườn của ảnh này, cô chú anh chị. Phía ngoài kia là có cái nước nó phun kìa. Nghe chưa? Đây là cái nhà xe. Để ba chiếc xe nha cô chú anh chị. Cái nhà xe mà lớn cái ghê chưa? Có mấy con cá trong đây nè cô chú anh chị. Dễ thương chưa? Anh này anh sống có một mình nè. Ô, có cái olive nè. Olive trái quá chừng luôn. Ở đây có hot tub ha, giống như là bồn tắm massage đó. Có ghế ngồi ở đây mùa hè nè, làm tiệc nướng. Rồi ở đây là có cái lò nướng nè. Ở nhà anh có cái xe caravan đó, để du lịch, giống như có giường cũng gì trong đó nữa đó. Đây Tony vô trong cái nhà xe gọi bên. Kế bên đây là có cái nhà nữa, chứa củi chứ gì nữa nè. Qua đây. Nhà lớn ghê luôn á. Ghê vậy ta. Ở bên đây cái nhà của anh này có cái gì quá trời luôn kia không biết nữa, mấy cái gì trong đây nè. Ở đây nữa nè mọi người, cái nhà rất là dài luôn, phía bên đây nữa dài lắm, ra mày tới mày kia luôn. Ê trời ơi trời, cái ghế nó chừng dơ con à. Ở phía sân sau nữa nè. Cái đất này là anh nói là anh mua cái miếng đất kế bên kia luôn đó. Đất kế bên kia là của ảnh luôn. Đây có máy cắt cỏ tự động nè cô chú anh chị. Tự chạy ha, rồi đi xuống đây. Chi? You can go this way as well, chi à? Chi? Go out here, chi? What's down there, chi? Ở ngoài đây có cái nhà gì nè. Cái nhà giống như có cái lò sưởi á. Cái lò sưởi ngồi đây làm chi vậy ta? Đốt củi lên sưởi ấm rồi đây hả? Ừ. Có ba cái ghế mà nhìn rất là sạch sẽ nha, có thể là người ta cũng ra đây ngồi thường xuyên đây nè chứ nè. Đây có rượu, mấy chai rượu đây nữa. Đây là có chợ nướng thịt này đây. Ơi, có cái xích đu ở đây nữa nè, chị thích không? Oh my god, they got the apple there. Yeah. Kim loves gardening, and in the back garden she's got apple trees. Yeah, she's got grows her own rosemary. Wow, lots of all your different herbs and stuff, don't you babe? Yeah, you like the back garden then. Yeah, these are really old, I don't know, maybe 100 years old. Wow. Mm. 2 days ago the local winery came and collected all my apples and they gave me an old-fashioned check and I swapped it for £60 worth of their cider or wine. Okay, right. It's not bad when somebody clears your apples and you get paid. Yeah, sure, yeah. Well, it's one job you don't have to do, mate, exactly, isn't it? Exactly, yeah. Yeah. So they just come down and pick them all up off the floor and stuff? Yeah, they shake them and shake then, the tree? Yeah. Well, which is ideal because I've got a robot that cuts the grass. Oh, you've got the... Yeah. 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 No. Cái nhà nhìn ở ngoài nhỏ như vậy nhưng mà bên trong rất là rộng của chú anh chị, tại vì nó dài đó, dài lại sâu cho phía trong, có rất là nhiều phòng luôn. Nhưng mà đi vô nhà chị muốn quay lại kinh ngại quá. Chứ đừng có đứng té con à. Tony quen anh bạn này khoảng hơn 20 năm rồi hả cô chú anh chị. Nhưng mà 7-8 năm rồi bây giờ mới gặp lại nhau nè mọi người. Hai anh có rất là nhiều chuyện nói với nhau luôn.
Ảnh đã ly dị vợ rồi, ảnh sống có một mình thôi. Có một anh con trai 22 tuổi cũng ra ngoài ở luôn rồi cô chú anh chị. Có một mình mà ở nhà rộng mà đất nhiều nữa. Thăm nhà ảnh một hồi xong rồi cái mọi người cùng nhau đi ra ngoài ăn tối. Rồi chia tay nhau không biết là bao giờ mới gặp lại nữa ha. Nhưng mà ảnh hứa hẹn là sẽ đi xuống Liverpool thăm gia đình Kim trong tương lai ha cô chú anh chị. Xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video đến đây. Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo. Kim sẽ đi khám phá ở Scotland ha mọi người. Tham quan cảnh đẹp vào mùa thu. Mời cô chú anh chị đón xem nha.